Truyền thuyết về cây đàn guitar xưa được bắt đầu bởi một câu chuyện cảm động về người con gái xinh đẹp, nàng Sita, người đã mang giọng hát, tiếng đàn đến tô thêm vẻ đẹp cho cuộc sống này. Và cây đàn guitar là nhạc cụ mà bất cứ chàng trai nào cũng luôn muốn tìm hiểu, khám phá và thả lên đó những âm thanh lãng mạn làm say lòng bao cô gái. Guitar đã chu du khắp bốn phương trời và tạo nên những chiến công hiển hách. Tiếng guitar luôn là một thứ âm thanh mê hoặc, kỳ diệu, làm say đắm lòng người. Và có một chàng trai đam mê đến cháy bỏng thứ âm thanh kỳ diệu ấy. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, cậu bé Phúc được tắm mình trong cái nôi của âm nhạc. Tình yêu và niềm đam mê nghệ thuật của bố mẹ anh đã có ảnh hưởng lớn đến cả ba người con, đặc biệt là với cậu con trai duy nhất, đó là Nguyễn Văn Phúc. Được tiếp xúc với nghệ thuật từ khi còn rất sớm, nhận được sự định hướng và truyền dạy của bố mẹ và anh chị, Phúc đắm chìm trong thế giới guitar cổ điển vì nghĩ rằng những âm giai sắc điệu của nhạc cụ này có nhiều nét tương đồng, hệt như lời ru của mẹ, một đào chính của đoàn cải lương Hoa Mai, một thời đình đám ở đất Bắc. Tôi đến với guitar là một sự tình cờ. Cả gia đình tôi đều theo âm nhạc và có một hôm, mà hồi tôi còn bé thì bố tôi mới bảo là con ra đây với bố. Và ông đưa tôi đến một thầy guitar. Và từ đó là tôi bắt đầu làm quen với cái đàn guitar. Khi mà tôi đưa cháu lớn vào học ở nhạc viện, cũng học khóa guitar, thì là Phúc ở nhà là rất thích, lúc Phúc còn bé, vì kém chị tới mười mấy tuổi. Thế cho nên là còn bé, thế nhưng mà rất thích. Thế và sau đó thì bảo cho học guitar là cháu thích lắm. Thế là từ đó thì đi, tôi nghĩ rằng điều đầu tiên là phải theo cái khả năng của cháu, cái ý thích của cháu. Cho nên là tôi quyết định cho đi học guitar, thì là ra chỗ các thầy ở ngoài nhạc viện để học. Thì để phát hiện xem là cháu nếu có năng khiếu thật sự thì sẽ đi học. Phúc cũng là một người có năng khiếu, vì thế cho nên là tôi quyết định là cho Phúc đi học tiếp theo về cái ngành guitar. Và sau bao nhiêu năm thì tôi đã theo đuổi nó cho đến nay. Nguyễn Văn Phúc là tài năng Việt Nam hiếm hoi được nhà nước trợ cấp học bổng tu nghiệp tại Nga. Từng là sinh viên guitar xuất sắc hệ đại học của Học viện Âm nhạc Zhenyesin, Moscow. Cuối năm 2006, anh đã đoạt giải tại cuộc thi biểu diễn guitar cổ điển và thính phòng quốc tế lần thứ 7 tại Nga. Trong phần thi tự chọn, chàng trai này đã trình bày bản dân ca quen thuộc Bèo dạt mây trôi và hấp hồn cả ban giám khảo lẫn khán giả. Anh chia sẻ, trong lúc đó chỉ có một ý nghĩ duy nhất, mình là người Việt Nam, hãy chơi nhạc Việt Nam với tất cả tấm lòng, tình cảm của con người Việt Nam. Và sau 6 năm học tập tại nước bạn xa xôi, anh trở về và hiện là giảng viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Mang trong tay tấm bằng đỏ loại ưu của Học viện Âm nhạc Zhenyesin, chàng trai trẻ trở về trong niềm tự hào của nhà trường, của quê hương. Bao nhiêu kiến thức thu nhập được ở xứ sở Nga xa xôi được anh vận dụng và truyền lại cho lớp học trò kế cận. Nguyễn Văn Phúc là học sinh của Nhạc viện Hà Nội. Em đã có những thành tích xuất sắc trong học tập, vì vậy đã được cử đi đào tạo ở Học viện Âm nhạc Nga.
Và trong quá trình học tập thì em đã đạt được rất là nhiều thành tích. Và hiện giờ Phúc đã trở về làm giảng viên của khóa có guitar Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Phúc là một giảng viên trẻ cũng mới về nước tham gia công tác giảng dạy. Nhưng trong quá trình tham gia công tác giảng dạy và biểu diễn thì rất là nhiệt tình và có tâm huyết. Mỗi giờ lên lớp là một cuộc hành trình thú vị với những dây, những phím, với cả những cậu học trò mang trong mình tâm hồn nghệ sĩ. Anh luôn tâm niệm về những gì đã và đang làm là trách nhiệm và cũng là nghĩa vụ thiêng liêng của người nghệ sĩ đối với nền âm nhạc của quê hương đất nước. Cái cảm giác đầu tiên khi đặt chân sang Nga rất là lạnh. Tôi sang đó đúng vào đêm 30 Tết của Việt Nam, mang theo tất cả những niềm vui, nỗi buồn, những cái điều cảm thấy lo sợ, hoảng sợ hay là một sự lo lắng về tương lai. Tôi mang tất cả sang đó. Và nhưng trong cái thời điểm đó tôi luôn tâm niệm một điều rằng tôi muốn được học những cái điều mới, muốn được tiếp xúc với nền guitar, nền âm nhạc nói chung của nước Nga đã có từ rất lâu đời, đã rất là uyên bác. Thì tôi mang theo cái ước muốn như thế. Và ngay từ lúc đặt chân xuống sân bay nước Nga trong cái thời tiết lạnh giá thì tôi đã tự nhủ rằng mình sẽ phải cố gắng. Không ai khác, đó chính là người chị lớn trong gia đình, thạc sĩ guitar Nguyễn Thị Hà. Từ những bước đầu tiên bỡ ngỡ đến với sự nghiệp âm nhạc, cho đến khi anh đã trưởng thành trong cả chuyên môn và cuộc sống. Với anh, người chị lớn như một tấm gương để dõi theo, giúp anh thêm ý chí và phấn đấu trên con đường trước mắt. Có thể nói là hàng ngày khi mà tôi tập đàn thì chị tôi đều ngồi bên cạnh. Thế mà tôi được uốn nắn ngay bắt đầu mà tất cả mọi điều, và cái điều đó giúp cho tôi phát triển rất là nhanh. Rồi tiếp đến có những cuộc thi guitar ở trong nước, và không những chị tôi dạy cho tôi về những tác phẩm phải chơi như thế nào mà giúp cho tôi giải quyết những vấn đề kỹ thuật, và chị tôi lại làm chỗ dựa tinh thần cho tôi nữa. Khi mới trở về Việt Nam, cũng chính chị là người đã giúp anh hòa nhập với nền âm nhạc hiện đại và công tác giảng dạy trong trường. Không chỉ là người một nhà, cả hai cũng là đồng nghiệp, cho nên Phúc cũng là người đem lại những trải nghiệm thú vị và phong cách nhạc nước bạn hòa vào âm nhạc Việt Nam đương đại của chị mình. Tôi là cái người mà có điều kiện ở gần với cả Phúc nhất, thì từ trước kia đều là sinh viên, cả hai chị em đều là sinh viên của nhạc viện cũ mà bây giờ là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Thì hai chị em đã có rất là nhiều dịp trao đổi những kiến thức này, rồi cùng chia sẻ, cũng như là những cái đợt biểu diễn, rồi những cái cuộc thi ở trong nước. Thì đấy là một cái niềm hạnh phúc rất là lớn đối với tôi. Tôi rất là vui mừng với cái góc độ là một người chị gái, bởi vì được nhìn thấy em mình đã có được, gặt hái được những cái thành quả. Nguyễn Văn Phúc không chọn con đường sân khấu cải lương của bố mẹ, thế nhưng khi theo đuổi sự nghiệp guitar cổ điển chuyên nghiệp, Phúc luôn đau đáu khát vọng Việt hóa dòng nhạc Hàn Lâm nước ngoài. Đối với tôi vẫn luôn luôn muốn chọn những giai điệu dân gian Việt Nam, vì nó gần như là ngấm ở trong máu của mình, và ngay từ khi mình sinh ra rồi thì tôi cảm thấy rằng đối với tôi những cái chất liệu như thế nó vừa tạo cho tôi một cái tình cảm rất mạnh, đồng thời tôi cảm thấy thoải mái, cảm thấy một sự tự do khi mà sử dụng những chất liệu như thế. Và đọc thêm cuốn sách bằng tiếng nước ngoài đã lâu, hiểu được cuốn sách đấy lại còn lâu hơn, và để viết được một cuốn sách đấy thì lại phải đọc bao nhiêu quyển sách và phải hiểu bao nhiêu thứ, và phải kết hợp được với những cái đặc điểm đặc thù của con người Việt Nam trong những hoàn cảnh Việt Nam nữa, chứ không phải là mình cứ có được kiến thức đấy là mình có thể viết được ngay. Và chính vì thế đấy cũng là một mơ ước xa, thế nhưng lại phải bắt đầu ngay từ ngày hôm nay, và tôi đã bắt đầu những điều như thế.
nung nấu một khát khao cống hiến, nhưng hơn cả, anh là một nghệ sĩ. Với anh, một nghệ sĩ guitar đích thực không chỉ biểu diễn, làm vừa lòng khán giả, mà bên cạnh đó còn có trách nhiệm nghiên cứu, sáng tác và chuyển soạn. Và cây đàn cứ thế cùng với anh sóng bước trên những bước thăng trầm của thời gian, của lòng nghệ sĩ chất chứa suy tư. Những cung bậc tình cảm cứ như thế tuôn ra theo tiếng nhạc trầm bổng của cây đàn guitar. Âm nhạc được ví như một phần không thể thiếu trong tâm hồn người nghệ sĩ trẻ. Với anh, một ngày không cầm vào cây đàn, một ngày không chơi nhạc là một ngày vô nghĩa với Phúc guitar. Đêm nay, mình tôi với con đường buồn, miên man, hoa tuyết buồn dịu dàng, lang thang, nơi quê khách đất người, cất tiếng đàn. Say it.